chào Phi và mặt trời xuống đó nha. Tôi phải ngưng gậy hết học này và tới chỗ mẹ luôn rồi. Đó, này chạy vòng lớn lắm. Anh hai chạy một len đường, không có chạy lẹn qua lẹn lại. Ai biết con muốn thẳng quẹo tì. Con lo con chạy đi, con cứ nhìn ba, cứ chạy nhìn ba hoài vậy. Trời sáng trưng mà khi tối. Ủa nó kỳ nóng tí giúp cây tre là con có thấy. Quẹo đi ba, quẹo. Bắt chạy theo anh hai rồi con chạy theo ba, làm sao con chạy theo ba kịp. Ba vậy con nào con mới để anh hai chạy hết vòng đi rồi với ba, để anh hai chạy hết vòng đi rồi tới lượt con nha. Mà con phải chạy một vòng lớn với anh hai vậy đó nha, chứ không được chạy giữa chừng rồi nghỉ nha. À ba biết rồi. Anh hai chạy đâu mình chạy đó, anh hai đâu mình đi đó chứ.
đi thẳng mà, mình đi theo anh hai mà. Xe đó nè, xe. Tóc sát cho con, sát cho coi. Ba đứng xe đó số 1 đó mà. Rồi, sát cho chạy sát cho con, con xe qua trước. Cái thấy cái số 1 của nó đó. Nó thấy số 1 không? Thấy. Đúng rồi. Nó không có chạy đến hai nữa đâu. Nó quẹo hóa tư đi. Nó quẹo hóa tư. Hóa tư. Luôn hai thẳng luôn quẹo phải nha nè, bạn tập patin kìa. Đâu bạn tập patin đâu đâu bạn đó, bạn mang giày patin thấy không đó, thấy không bạn mang giày patin không à, con không muốn mang giày patin nữa. Khi nào con lớn như vậy đi quẹo phải, quẹo phải. Quẹo trái nha này, quẹo trái chạy về lại, không chạy thẳng đúng được, chạy thẳng lên trên chỗ bùng binh á, hoành lại. Hay là quẹo hết tư nữa. Chạy thẳng lên trên ha, chạy thẳng lên trên. Chạy lên trên tới cái vòng xoay vòng lại nha. Rồi chạy lấy vòng xoay vòng lại. Ơi đừng có rồ ra. Quay về mẹ luôn nghe chưa. Ba quay về mẹ sao nó mới chạy với ba nè. Ừ sao tới được con chạy với ba. Đứa này không có chạy nữa. Đã chạy xa lắm luôn rồi. Quẹo phải. Nó thấy trong gặp cũng là nuôi em không? Thấy. Rồi chạy về mẹ đi. Rồi, đứng trên nè.
bẻ trái đi ra. Rồi chạy thẳng về phải nha. À. Rồi bẻ phải giờ chỗ mẹ luôn. Rồi vẫy tay chào các bạn nè. Để không? Vậy, đúng rồi. Băng thẳng quanh kia luôn, thẳng quanh kia là quẹo trái. Thẳng quanh kia, không, thẳng bên kia là quẹo trái, không được đi, đi ngược chiều. Rồi quẹo trái. Lên lại đó. Leo lại bên trái nha con. Rồi leo lại bên trái, chạy qua đi theo đường bên kia luôn. Rồi, lại đó. Đi vô. Bên kia xong đi, đi bên đây. Trời ơi. Chạy lẹ ra ngoài xíu con, chạy vô trong quá vậy.
đó nhiều phải kìm đấy, bởi bắt kìm ta lái lại, cố gắng lên, kìm ta lái lại, đường nó phải vậy chứ sao, nó phải lúc nào cũng trơn tru. Để con tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp. Rồi quay phải nha. Tới cây trứng, tới cây cây trước quay phải. Xe xe xe. Rồi chạy thẳng luôn. Nhìn phía trước để ý xe, đừng có nhìn ba. Quẹo trái. Rồi quẹo trái. Cẩn thận xe phía trước nè, từ từ chạy qua được không? Không được thì xuống đại bộ. Có dừng vướng đó nha.